31. Ê, anh đi làm cái gì? Anh phải quay về. Vẫn chưa hiểu rõ là có chuyện gì. Anh ngồi xuống cho em. Không thể đi. Đang bị thương. Em đẩy làm cái gì? Sao lại không cho anh đi? Không sao cả. Dù sao cũng không thể đi. Anh của em đã quy hàng Hồng Nhật Tiến. Nếu bây giờ anh đi sẽ cửu tử nhất sinh. Em nói cái gì? Hồng Nhật Tiến là tên khốn kiếp hại nhân dân. Sao Cố Triệu Lễ có thể vì Ngũ Hợp Đường mà quy thuận ông ta chứ? Anh đi đi. Mạng của anh là do em cứu. Anh đi giết anh ấy. Anh còn chưa lại gần anh ấy thì anh đã bị giết. Còn lý tưởng của anh, những người anh cần bảo vệ, bây giờ đất nước đang nguy nan, anh cần phải làm gì? Suy nghĩ cho kỹ đi. Anh đi tìm bọn họ có thể làm gì chứ? Anh với anh của em và danh tử, ba người tuy không phải huynh đệ ruột nhưng mà còn hơn cả huynh đệ ruột. Trong thời loạn lạc này, các anh lại đi tàn sát lẫn nhau. Anh còn nhớ anh cần cái gì không? Nếu anh còn tiếp tục như vậy thì càng ngày sẽ càng cách xa lý tưởng của mình. Em nói rất có lý. Bây giờ anh không có năng lực cứu thời loạn lạc này nữa. Ngược lại còn làm hại một số người. Nhưng anh vẫn đang cố gắng để anh trở nên lớn mạnh, có thể bảo vệ được nhiều người. Sao anh vẫn còn kích động? Kích động? Anh chỉ đang duy trì thế giới hòa bình trong tim. Chỉ khi theo đảng Cộng sản mới có thể thực hiện lý tưởng của mình. Hãy nghĩ đi. Em thừa nhận, khi đó em bỏ nhà đi làm gì anh? Nhưng em vẫn tìm thấy người đứng đầu thật sự có thể dẫn dắt chúng ta đến thế giới hòa bình. Bọn họ chú trọng đến nỗi khổ của nhân dân. Ngoài bọn họ ra, em cảm thấy không ai có thể mang đến ánh sáng cho nhân dân. Em càng không muốn mọi người tàn sát lẫn nhau. Em hy vọng các anh có thể đoàn kết. Anh không giống như bọn họ. Anh là người luôn theo đuổi lý tưởng về cách mạng. Anh có hoài bão của mình. Còn có cả dũng khí. Từ khi danh tự chết, anh cố gắng hết mình để chế tạo một thế giới hòa bình trong lòng mình. Thật ra em hiểu rất rõ. Một mình anh dẫn theo quân phiệt, có bao nhiêu vất vả, bao nhiêu khó khăn. Nhiều khi anh không được giúp đỡ, nhưng mà em biết trong lòng anh rất rõ, với năng lực của mình anh thì không thể nào thay đổi được thế giới. Anh không cảm thấy mình nên suy nghĩ kỹ lại một chút à? Chỉ có theo đảng Cộng sản anh mới có thể hoàn thành được lý tưởng trong lòng của mình. Trưởng quan Thù, mời ngồi. Cảnh Thế Thâm hôm qua đã bị hành quyết.
Bây giờ quân Nhật áp sát, quốc nạn đang rất căng thẳng. Bây giờ anh thân là một người Trung Quốc mà vẫn cầm súng dí vào đầu người Trung Quốc, như vậy có hợp lý không? Anh không cần kinh ngạc. Em đã thay đổi, bởi vì em đã lớn. Từ sau khi anh đào hôn, em đã đến Bắc Kinh học. Nhìn thấy đồng bào của mình bị người Nhật ức hiếp, đất của chúng ta bị người Nhật chiếm đoạt. Trung Quốc là nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta đang bị cướp đoạt từng chút một. Chúng ta không nên giúp đồng bào của mình giành lại những thứ ấy à? Nó vốn dĩ thuộc về chúng ta. Mục tiêu cuộc sống em đã tìm được. Còn anh? Anh không có gì muốn nói với tôi à? Cậu ấy chôn ở đâu? Bỏ đi. Chắc cậu ấy cũng không muốn gặp tôi nữa. Cậu có lời gì muốn nói với tôi? Không có. Chỉ đạo Từ sẽ dẫn anh tới một nơi an toàn. Anh phải chăm sóc tốt cho bản thân. Thế Thầm, thời gian không còn sớm, đi thôi.
Tiêu Dương, khi nào thì chúng ta gặp lại? Chắc là không lâu lắm đâu. Anh đến Bắc Bình, hãy dưỡng thương cho tốt, đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Tạm biệt. Tạm biệt, thường xuyên viết thư về. Phản đối quân phiệt, phản đối nội chiến. Quốc nạn trước mắt, phải cùng nhau chống giặc luôn. Phản đối quân phiệt, phản đối nội chiến. Quốc nạn trước mắt, cùng nhau chống lại giặc luôn. Yên lặng. Hồng Tư lệnh bận việc quân vụ, không thể gặp các vị. Mong các vị biết điều một chút. Nếu không thì đừng trách Ô Lan tề tôi không khách khí. Phản đối quân phiệt, phản đối nội chiến. Quốc nạn trước mắt, cùng nhau chống giặc lung. Tôi là người đại diện của hội học sinh. Tôi muốn gặp Hồng Tư lệnh. Không phải vừa rồi đã nói rồi à? Ông tư lệnh không có thời gian. Vậy thì chúng tôi sẽ chờ. Đợi đến khi ông ấy có thời gian thì thôi. Gặp Hồng tư lệnh. Gặp Hồng tư lệnh. Mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa, cũng dám đến trước cửa nhà ông làm loạn à? Ta thấy bọn chúng chán sống rồi. Vậy ngài nói xem phải làm sao? Cậu nói xem phải làm sao? Lẽ nào muốn ông đây đàm phán với chúng? Bởi vì áp lực từ phía chính phủ Nam Kinh, chúng ta không thể dùng những biện pháp tiêu cực. Nếu như không giết hết được, vậy thì ông đây sẽ bắt mấy đứa để dọa chúng thì được chứ? Ý của ngài là gặp Hồng tứ lệnh, hãy bắt mấy đứa dẫn đầu lại cho tôi. Dạ. Mấy đứa nhỏ này dám đối đầu với ông. Dừng. Bạn học sinh này, cô tên là gì? Tôi là Cố Tiêu Dương. Sao hả? Hồng tư lệnh có đồng ý gặp chúng tôi không? Hãy bắt người tên Cố Tiêu Dương và một số người khác. Tôi muốn gặp Hồng tư lệnh. Tôi muốn gặp Hồng tư lệnh. Giải tán hết đi. Buông ra. Tôi muốn gặp Hồng tư lệnh. Thả tôi ra. Thả bọn tôi ra. Cho chúng tôi vào. Chúng tôi muốn gặp Hồng tư lệnh. Hãy để cho chúng tôi vào. Yên lặng. Tư lệnh, đã bắt người xong, bây giờ làm sao? Hãy nhốt bọn chúng vào nhà lao. Ngày mai hãy tra hỏi. Tra hỏi. Những chuyện giống như suối bảy cây chuyện mê hoặc lòng người, cậu nghĩ thử xem ai có thể làm ra?
Nhưng mà bọn họ... Nhưng mà cái gì? Sao hôm nay cậu lại ấp à ấp úng? Giáng sinh. Quân đội tập hợp thế nào? Cũng được coi là thuận lợi. Tốt. Những người nào nghe theo mệnh lệnh, tiền lương tăng gấp đôi, không muốn làm cho ta, hãy giết hết. Làm xong thì ở bên Nhược Thu, đừng để nó một mình ở nhà. Dân, con đã biết. Đúng là phiền phức. Được rồi, đi đi. Dạ. Trưởng quan Thù. Trưởng quan Thù, anh đến có chuyện gì? Nghe nói chỗ các cậu bắt một đám học sinh. Hãy dẫn tôi đi xem. Xin lỗi, bên trên có lệnh, không được cho bất cứ ai gặp. Mệnh lệnh của ai? Lệnh của Hồng Tư lệnh. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Em cảm thấy giữa anh và em không có bí mật, có đúng không? Tất nhiên. Vậy anh hãy nói cho em biết, cả ngày hôm nay anh đã làm những gì hay không? Làm cái gì? Làm... Chắc anh biết Cố Tiêu Dương đúng chứ? Sao em lại biết? Anh với Cố Triệu Lễ là anh em kết nghĩa. Sao lại không biết em gái Cố Tiêu Dương của anh ấy? Hơn nữa, lúc ở biệt viện trên núi, anh đã từng cứu Cố Tiêu Dương đang còn hôn mê. Anh còn đi trước khi cô ấy tỉnh dậy. Anh... Sau này em mới biết cô gái hôm đó là Cố Tiêu Dương. Nghĩ mãi mới biết sao anh lại rời đi gấp như vậy. Em đừng hiểu lầm. Cố Tiêu Dương là bạn của anh. Nên nói cô ấy là ân nhân. Có một lần Cố Triệu Lễ bắt anh, muốn chặt tay của anh, là Cố Tiêu Dương đã cứu anh. Anh vừa mới nghe nói cha em nghi ngờ Cố Tiêu Dương là Đảng Cộng sản Trung Quốc, hơn nữa còn bắt Cố Tiêu Dương. Tác phong làm việc của cha em cũng biết. Anh hơi lo lắng cho cô ấy. Tin em đi, em có thể giúp anh cứu cô ấy. Vậy thì quá tốt. Con nói cái gì? Cái đứa dẫn đầu gây chuyện đó là em gái Cố Triệu Lễ. Cái tên Cố Triệu Lễ này, sao lại có một đứa em gái không biết điều như vậy?
Con đã từng có duyên gặp mặt Cố Tiêu Dương một lần. Trông cô ấy không phức tạp giống như cha nghĩ. Cô ấy không thể là người của đảng Cộng sản. Con đang cầu xin cho cô ấy à? Không được. Cô ta dẫn đầu gây chuyện. Nếu như cha thả cô ta thì mặt cha biết để ở đâu? Mặt của Hồng gia biết để ở đâu? Cha à, cha đừng nghĩ nhiều như vậy. Cô ấy không phải người khác, là em gái của Cố Triệu Lễ. Không phải chúng ta còn phải đi lại nhiều với Ngũ Hợp Đường à? Vì tiền lương của quân đội, cha cũng không thể đối xử quá đáng với Cố Tiêu Dương. Ta đây không giống với cái tên Cảnh Thụy Lân. Ai cũng đừng hòng nắm đầu cha. Cố Triệu Lễ dù có hô mưa gọi gió thì cũng không thể làm gì trên địa bàn của cha. Đừng nói tới Cố Triệu Lễ, cả Giang Đông và Phong An, cho dù là ai gây ra chuyện, cha cũng đều không tha. Cha, con có chút giao tình với Cố Tiêu Dương. Nói thật thì con rất thích cô gái này. Cô ấy là một cô nhóc, nhất định không thể làm ra chuyện lớn. Cha không thể để mặt con mà tha cho cô ấy một lần à? Con gái ngoan của cha, con không biết thôi. Một con nhóc con có thể dẫn bao nhiêu người tới gây sự. Con nói xem phải làm sao. Cha à, được rồi, cha đồng ý với con. Nhưng mà cha có một điều kiện. Nó nhất định phải ký một hiệp ước, rời khỏi Giang Đông và Phong An, đi càng xa càng tốt. Bảo đảm sau này không gây ra chuyện, có thể cha sẽ suy nghĩ. Vậy con đi trước. Đi đi. Ô Lan Tề, tôi từ trước tới giờ không đánh phụ nữ. Nói, người liên hệ bên trên của cô là ai? Cô nói cô là một học sinh, là một cô gái nhà lành. Sao cô không suy nghĩ cho kỹ? Cô có năng lực gì mà có thể khiến cho tất cả mọi người cùng tập trung gây chuyện? Nói hết ra đi, tránh chút nữa phải chịu tội. Tôi không hề biết người liên lạc là ai. Anh hiểu lầm rồi. Tôi không đánh phụ nữ, nhưng mà hôm nay tôi muốn phá lệ. Dừng tay. Đại tiểu thư, sao cô lại tới? Tiểu thư chúng tôi phụng mệnh của tư lệnh đến thăm Cố tiểu thư. Cô quen cô ấy à? Hồng tiểu thư. Hồng tiểu thư, sao cô lại tới? Tôi đến cứu cô. Sao cô lại cứu tôi?
Bởi vì chúng ta có duyên gặp nhau một lần. Tôi cảm thấy cô không phải người xấu. Cảm ơn cô. Cô đã từng cứu tôi một lần, bây giờ lại cứu tôi lần thứ hai. Nhất định là kiếp trước cô đã nợ tôi. Cô là đảng Cộng sản à? Sao cô lại làm như vậy? Bởi vì tôi là thanh niên tiến bộ. Nghe đây, tôi đã nói chuyện với cha, nói cô là chị em tốt của tôi, vì vậy tôi mới cầu xin cô. Cha tôi đã đồng ý thả cô ra. Thật sao? Cha cô đồng ý thả chúng tôi à? Không phải bọn cô, mà là cô. Vậy không được, tôi không thể bỏ rơi các bạn. Không được, không được. Hãy giữ lại điều mấu chốt nhất. Cô phải giữ lại mạng của mình thì mới có thể cứu bằng hữu. Đây là gì? Giấy cam kết. Không, tôi không thể ký. Chỉ cần cô chịu ký, cha tôi sẽ thả cô ra. Tôi không thể bỏ mặc bạn của mình. Tôi lại càng không thể ký. Hơn nữa, tôi sẽ ở Giang Đông. Tôi sẽ phát động học sinh. Tôi sẽ làm như vậy. Tuy rằng tôi không biết tín niệm của cô là gì, nhưng mà tôi hiểu. Chỉ cần cô giữ lại mạng sống mới có thể theo đuổi được những điều bản thân mình muốn. Hy sinh vì điều này không đáng đâu. Tôi hiểu cha tôi. Ông ấy sẽ không dễ dàng tha cho cô và bạn của cô. Chỉ cần có thể ra ngoài thì may mắn lắm rồi. Vì Hồng tiểu thư, tôi sẽ ký. Cô chờ ở đây. Sau khi tôi đưa giấy cam kết cho cha thì cô có thể đi. Tiểu thư nói sau khi cô ấy đưa giấy cam kết cho cha cô ấy thì cô có thể đi. Hồng tiểu thư, cảm ơn cô. Chân thành. Cố Tiêu Dương dám chơi ta sao? Hãy dán một cáo thị, trưa ngày mai dẫn hết mấy người ra pháp đường, tử hình thị chúng. Tư lệnh, hãy suy nghĩ. Nghĩ cái gì? Chúng ta không có tội danh mà. Bắn chết loạn đảng cần gì tội danh?
Rốt cuộc gì sao? Cha tôi muốn bắn chết cô có biết không? Trưa ngày mai sẽ bắn chết cô trước mặt mọi người. Vừa khéo ý tôi. Thật ra gây chuyện ồn ào trên phố thật ra không có tác dụng gì. Ngày mai ở pháp đường sẽ có rất nhiều người. Trước khi tôi chết, vừa khéo có thể nói cho rất nhiều người biết rốt cuộc chúng tôi vì sao mà chết. Khi tôi chết sẽ làm lay động lòng người, sẽ càng có hiệu quả hơn. Việc dấy lên những cuộc phát động. Cô điên rồi. Điên thì điên thôi. Là do cô không hiểu. Từ nhỏ tôi đã điên. Sự tiếc nuối duy nhất của tôi là không quen cô sớm hơn. Nếu như quen cô sớm hơn, chúng ta nhất định sẽ trở thành những người bạn tốt. Cậu nói cái gì? Hồng Nhật Tiến muốn giết Tiêu Dương. Chuyện tôi nên làm đã làm xong, dựa vào anh thôi. Tư lệnh, Cố đại thiếu gia tới thăm. Mời. Dạ. Mời. Tư lệnh, Cố đại thiếu gia đến thăm. Chắc là vì chuyện của em gái chăng? Tên Cảnh Thụy Lân biết hưởng thụ hơn bản tư lệnh. Trà mà ông ta cất giấu thơm không gì sánh bằng. Chi bằng ngồi xuống thử vài ngụm thế nào? Đa tạ tư lệnh. Ngồi. Dân trà. Dạ. Cố đại thiếu gia, mời dùng trà. Trà này như thế nào? Thằng nhóc cậu quả nhiên có phong độ đại tướng. Ngồi lâu như vậy rồi nhưng mà không nói ra lời cầu xin của mình. Tư lệnh, có một câu tục ngữ rất là hay: có được ắt có mất. Những điều tôi muốn cầu xin, tư lệnh đều biết hết. Chỉ là tôi muốn giữ sự chu toàn cho em gái Cố Tiêu Dương của tôi. Còn điều mà tư lệnh muốn, tôi lại không hề biết. Vì vậy, người cần nói bây giờ là tư lệnh, chứ không phải tôi. Người chân thật, nói lời thẳng thắn, ta thích. Hai phần. Tư lệnh muốn tiền lương của quân đội nhiều thêm hai phần. Được, tôi đồng ý. Sảng khoái như vậy, cung cấp tiền lương cho quân đội vốn là nghĩa vụ. Vì vậy không có lý do gì không đồng ý. Nói thật với tôi, có phải cậu cảm thấy bổn tư lệnh có chút lòng tham không đấy không? Tất nhiên là không. Trước đây thế lực của Ngũ Hợp Đường chúng tôi ở Giang Đông lớn như vậy. Vậy thì cái bánh của chúng tôi cũng chỉ lớn bằng này. Bây giờ Ngũ Hợp Đường của chúng tôi đi theo tư lệnh. Bây giờ tư lệnh không chỉ có Giang Đông,
mà còn ngồi vững cả phong an. Vậy thì phạm vi thế lực của Ngũ Hợp Đường tất nhiên cũng mở rộng ra cả phong an. Bánh của chúng tôi càng ngày càng to. Mừng còn không kịp. Chúng tôi không chỉ không phản bác, ngược lại còn cảm ơn tư lệnh đã ủng hộ cho. Tên nhóc cậu thật biết nói chuyện. Theo như cậu nói thì các cậu đã được lời từ chỗ bổn tư lệnh. Không dám. Tôi không có ý như vậy. Được rồi, được rồi. Nếu cậu đã biết làm ăn giống như vậy thì hãy làm cho tốt. Bổn tư lệnh sẽ không can dự vào. Nhưng mà cậu phải nhớ, tôi không chỉ muốn tiền lương cho quân đội, tôi còn muốn cậu quản người nhà của cậu cho tốt. Trong mắt tôi tuyệt đối không được dính cát nữa. Đã hiểu. Đi đi. Tiêu Dương. Anh à, sao anh lại tới? Anh nói này, đến khi nào em mới có thể khiến cho anh bớt lo lắng? Không sao chứ? Không sao. Sao anh lại tới? Đến cứu em ra ngoài. Thật sao? Anh có thể cứu em ra à? Anh lừa em. Giống dĩ anh không cứu những bạn học của em. Anh chỉ cứu một mình em. Em đi đâu vậy? Thả em ra. Anh, em cảm thấy chuyện mình làm chưa đủ loạn à? Em có thể trưởng thành một chút không? Những chuyện trong nhà đều do anh làm ra, đều do anh cho là như vậy. Nếu như những người bạn học đó của em không ra được, em không thể sống một mình. Em không giống như anh. Em làm người có nguyên tắc của mình. Anh cả, anh làm gì vậy? Thả em ra. Anh thả em ra. Thả em ra. Anh cả, cho em xuống. Để cho em xuống xe.